Thưa quý vị, nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Vì Biển Đảo Xanh Tổ quốc được phát động từ năm 2020 nhằm góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân và cùng nhau bảo vệ môi trường biển. Vừa qua, Văn phòng Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Báo chí Vì Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức chương trình giao lưu Vì Biển Đảo Xanh Tổ quốc bàn rác về bờ. Tại buổi giao lưu này, cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là các tân binh Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân và các chuyên gia, khách mời đã cùng chia sẻ nhiều câu chuyện thiết thực và thú vị về môi trường, về cách cùng nhau bảo vệ biển đảo và đại dương. Tại chương trình này, những nội dung rất cụ thể được đặt ra để cùng giao lưu, trao đổi như vai trò của nguồn nước đối với cuộc sống, sức khỏe con người, các biện pháp phân loại rác thải tại nguồn, những ảnh hưởng của rác thải nhựa đối với môi trường đại dương và vai trò của những cán bộ chiến sĩ hải quân, v.v. Ở phần cuối chương trình, Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trao 10 thùng rác cho các tân binh, tặng túi đựng rác tự phân hủy cùng nhiều sản phẩm khác cho cán bộ chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân. Đối với buổi giao lưu hoạt động hôm nay, tôi cảm thấy rất là thiết thực và ý nghĩa, tạo cho tôi có nhiều kỹ năng sống về việc bảo vệ môi trường. Sau buổi giao lưu này, tôi sẽ tích cực tuyên truyền cho các đồng chí đồng đội trong đơn vị và người thân việc sử dụng tái chế các loại chất thải để bảo vệ môi trường trở nên xanh sạch đẹp hơn. Việc tuyên truyền này cũng là việc góp phần cho đất nước và biển chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn và sạch sẽ hơn. Cái điều đó rất là quý. Chúng ta mà để ô nhiễm thì chúng ta tài nguyên chúng ta càng ngày càng mất. Đây là cái hoạt động rất là thiết thực, tạo ra một cái sức lan tỏa trong cái quá trình là tuyên truyền vận động để chuyển thành những cái nhận thức trách nhiệm và hành động cụ thể của các tầng lớp nhân dân, của mọi ban ngành đoàn thể, trong đó có lực lượng vũ trang trong cái việc tham gia bảo vệ môi trường sống. Với chủ đề mang rác về bờ, Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân ngoài việc giữ gìn biển đảo quê hương thì các anh còn thêm nhiệm vụ là bảo vệ môi trường biển ngày càng xanh sạch đẹp hơn để giữ gìn nguồn tài nguyên biển.